con trưởng thành, cứng cỏi. Không muốn bố phải lo nghĩ. Nhưng người làm bố, đôi khi muốn được con cái mình làm phiền. Cho nên nếu mệt thì về nhà con nhé. Con đây ạ? Đông à, ăn sáng chưa con? Con ăn sáng rồi ạ. Bây giờ chuẩn bị đi tập đây. Bố cứ yên tâm nhá, con vẫn ăn đầy đủ, ngày 3 bữa. Luyện tập ngày 2 ca ạ. Thế thì tốt. Bố đã xem ở trên mạng, có đọc những lời người ta nói về con. Nhưng theo kinh nghiệm của bố, con đừng để tâm những lời ác ý đó, rồi ảnh hưởng đến tâm lý. Cây ngay không sợ chết đứng con ạ. Bố yên tâm, con hiểu mà, con không sao đâu. Thế hôm nay con muốn ăn gì để bố nấu rồi đem qua cho con? Thôi bố ạ, đồ bố gửi con nhiều lắm, khi nào hết con lại nhắn bố. Những lúc như thế này phải ăn nhiều vào, có sức khỏe thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được. Vâng. Hay là con xin với thầy về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Về nhà có bố, có các anh, dù sao cũng thoải mái hơn. Chứ ở đấy lại phải nghe những lời không đáng nghe. Con không sao thật mà. Thầy Hải nói ban huấn luyện sẽ họp, sau đó sẽ công bố chính thức về sự việc. Con không làm gì sai, sao con phải sợ ạ? Đúng, mình không sai, không việc gì phải sợ. Nhưng mà trên đời này có rất nhiều người cố tình đặt điều. Cho dù họ không biết đầu cua tay nhau sự việc nó thế nào, thế mới có người bịa chuyện, con xô ngã đồng nghiệp. Nhắc nhở con thế thôi, chứ bố chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thỏa con ạ. Bố yên tâm, may mà con cũng không nổi tiếng lắm. Bây giờ người ta chỉ quan tâm đến mấy cô hoa hậu thôi. Vài hôm nữa mọi người lại quen bén con là ai mà. Được rồi, không phải chấn an bố. Bố biết con trưởng thành, cứng cỏi. Không muốn bố phải lo nghĩ. Nhưng người làm bố, đôi khi muốn được con cái mình làm phiền. Cho nên nếu mệt thì về nhà con nhé. Vâng, con biết rồi ạ.